Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình an vui vẻ. Hôm nay chúng ta quay trở lại câu chuyện của anh Cô Đen. Thì trong mấy ngày qua, cộng đồng mạng hầu như là lên án anh Cô Đen đến đỉnh điểm. Thì hôm nay Phương Văn cũng như là các anh em YouTube khác chia sẻ thông tin và bình luận một cái vấn đề nào đó, luôn bảo vệ cho cái đúng. Thì hôm nay Phương Văn xin phép chia sẻ cái video này gửi đến anh Cô Đen một lời chân thành. Vì em làm YouTube cho nên trong những cái thông tin giống như là những người khán giả người ta phản ứng, và đồng thời một số người ta lên tiếng chỉ trích anh Cô Đen rất là nhiều. Thực ra mà nói anh chưa bao giờ lên YouTube, chắc có lẽ lần này là anh bị sốc rất là nhiều. Cho nên theo Phương Văn, nếu như anh nghe được cái video này thì em cũng khuyên anh một điều thôi. Vì chúng tôi là làm YouTube thì mong những điều tốt đẹp đến cho tất cả mọi người, cũng như là anh Cô Đen tìm gặp lại người thân của mình, xử lý câu chuyện nó đi tới đỉnh điểm và càng ngày thì nó càng tệ hơn. Kính thưa quý vị khán giả, thực sự ra là tất cả những người đi tìm mẹ đều, cộng đồng mạng đều mong muốn cho họ tìm lại được người thân của mình. Nhưng mà câu chuyện của anh Cô Đen nó khác xa câu chuyện của anh Randy rất là nhiều. Tới ngày hôm nay thì anh Randy ảnh vẫn đang đi tìm người thân của mình, mẹ của mình, hoặc là có thể mẹ đã đi xa rồi, về bên kia thế giới rồi, nhưng mà có thể là tìm lại người anh em họ hàng của mình, biết nguồn cội của mình là ở đâu. Thì cũng tương tự câu chuyện của anh Randy, nhiều anh em Mỹ Lai khác thời xưa sinh con ra thì trong cái hoàn cảnh chiến tranh thời khắc lịch sử đó, thì người mẹ không can đảm nhận con mình và có thể là bỏ vào trong là cô nhi viện và hoặc là cho người khác để nuôi tạm. Thì sau này rồi thất lạc, rồi thời gian đã trôi qua, những người mẹ ra cũng lập gia đình, rồi đôi khi không có chia sẻ những cái quá khứ của mình là có người con lai, và âm thầm giấu cho tới khi mà tàn hơi kiệt sức đã qua đời. Thì cho tới ngày hôm nay hầu như là anh Randy anh đi tìm nhiều, tìm mấy mươi năm rồi không gặp. Nhưng mà tình cảm thương yêu của khán giả dành cho anh Randy phải nói là tuyệt đối 100%. Còn anh Cô Đen, xin phép anh, hôm nay là Phương Văn xin gửi cái video này anh Cô Đen. Trước giờ vợ chồng anh Cô Đen á, ảnh không có tham gia vào cái mạng xã hội này, cho nên ảnh không có biết được cái hậu quả như thế này. Thực ra những cái điều mà tốt đẹp á, thì mọi người ủng hộ, còn mình làm những gì sai trái thì dĩ nhiên cộng đồng mạng lên án. Ở đây không phải một mình với một cái nhân vật mình nói chuyện nữa, hoặc là một kênh nào nữa, không phải nói chuyện riêng tư, mà ở đây là cộng đồng mạng. Anh lên một cái video một giây thôi là tất cả mọi người trên thế giới nếu theo dõi câu chuyện thì họ đã biết được, cho nên không thể giấu giếm được. Mà trong câu chuyện này thì vợ chồng anh Cô Đen đi quá xa, mình là một người con nuôi, mà dù sao đi nữa mẹ Hòa cũng nuôi mình 9-10 tuổi rồi, bệnh tật ốm đau đút cho mình từng muỗng ăn sữa, rồi trong cái thời khắc mà nó khó khăn cách đây 50 năm thời lịch sử chiến tranh, mà mẹ Hòa phải nói là một phụ nữ quá vĩ đại, quá can đảm. Cái thời 50 năm trước mà nhận một người con nuôi da màu và một người con nuôi khác, mẹ không chồng mà mẹ nhận hai người con nuôi để nuôi. Rồi tới ngày hôm nay, anh hơn 50 mấy năm rồi, bây giờ là anh già rồi, U60 rồi, mà bây giờ anh quay trở lại, anh phủi ơn mẹ ruột của mình. Thật sự cái lúc mà đỉnh điểm á, là cái việc mà anh Cô Đen gửi về 500 đô cho mẹ Hòa đó, mà gửi về chưa tới nhà nữa thì là anh Cô Đen là kêu nhân viên bưu điện là lấy lại đó, là nói là gửi nhầm. Thì bây giờ anh suy nghĩ đi, cộng đồng mạng chứ đâu có phải là một người trẻ con đâu mà anh phải lừa dối đó. Anh lừa dối bản thân anh thì được, chứ anh lừa dối cộng đồng mạng thì không có được đâu đó. Thì bây giờ anh nghĩ đi, anh đi ngân hàng anh điền thông tin rồi anh gửi cho người đó, mà anh gửi về tới nơi anh nói là anh gửi nhầm, chẳng hạn nhầm và anh tên là Cô Đen đi đó, bây giờ anh gửi là Cô Đất đi thì tên nhầm,
Còn cái này gửi đúng chính xác tên mẹ ruột của mình, mẹ nuôi của mình chứ. Xin lỗi, mẹ ruột thì giờ tìm chưa ra quý vị khán giả ơi, chỉ có mẹ nuôi thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh Cu Đen đã đi quá xa, và cái sai của anh Cu Đen tiếp theo nữa. Thôi thì bây giờ mình lặng lẽ đi, mình không nhận mẹ nuôi của mình. Nhưng mà cái thời điểm mà 10 tuổi thì anh nhớ chắc rất là nhiều. Anh nhớ thì phải nói là từng ghế đá hàng cao, từng cái ngõ ngách trong cái nhà anh ở. Anh sống 10 tuổi mà. Rồi anh nhớ những ngày anh đi ra hàng xóm, anh trộm mía trộm xoài, rồi đi chơi với mấy đứa bạn hàng xóm này kia nọ. Chắc có là anh nhớ chứ anh không quên đâu anh Cu Đen ơi. Nhưng mà do anh phủ nhận, thực sự mẹ Hòa tới ngày hôm nay cũng đâu có đòi hỏi anh cái gì đâu. Nuôi anh là thương con nuôi vậy thôi chứ. Cụ già rồi, 80 mấy tuổi rồi, không biết sống ngày nào chết ngày nào. Cái tuổi của mẹ Hòa bây giờ gần đất xa trời. Thật sự 84 tuổi đó là cái tuổi khỏe rồi đó. Chứ cái tuổi thọ những người khác có được tới 80 đâu. Nhưng mà bây giờ anh làm cho mẹ anh hết sức là đau đó. Khi mà mẹ Hòa khóc nấc nghẹn luôn, thương con, đánh con. Tại vì con đi ăn trộm mía, con đi ăn trộm vặt hàng xóm là mắc vốn. Mẹ Hòa nói con muốn ăn thì con nói mẹ, mẹ mua cho con ăn, con đừng qua hàng xóm ăn trộm, người ta mắng vốn. Thì mẹ đánh khẽ vào tay anh. Vậy mà anh bây giờ, anh 50 mấy tuổi rồi mà bây giờ anh lên cộng đồng mạng anh tố ngược lại mẹ Hòa là bạo hành anh, đánh anh đó. Bây giờ anh nghĩ đi, con anh đó, anh cũng có mấy đứa con đó. Ví dụ như con anh hư hỏng, anh cũng phải dạy bảo con anh chứ. Làm sao anh không la, không rầy, rồi nó đi trộm vặt hàng xóm như vậy. Mình la để cho con mình tốt hơn, thay đổi tốt hơn, chứ chẳng lẽ anh xúi thêm. Cho nên là mẹ Hòa giống như tất cả mọi người mẹ khác thôi, ai cũng đồng cảm cái sự đánh con rầy, rồi đôi khi phạt con là cái chuyện bình thường. Nếu như mà một đứa con mà không bị la rầy, không được giáo dục thì chắc có lẽ là không thành người nổi đâu đó. Rồi va vấp vào xã hội ABCD đủ thứ. Làm cha làm mẹ dạy con là chuyện bình thường, con bị đòn là cũng chuyện bình thường thôi, mình nghịch ngợm rồi á, mình trả con mà. Thì có những đòn roi như vậy thì mình mới lớn khôn được. Và tới ngày hôm nay thì câu chuyện nó đi quá xa. Thôi thì em cũng khuyên anh thật lòng như thế này. Tại vì em cũng từng đi theo dõi nhiều cái câu chuyện, phải nói cũng dậy sóng trên cộng đồng mạng. Thôi thì anh đã đi quá xa, vợ chồng anh nên làm cái video đàng hoàng xin lỗi mẹ nuôi của mình á. Anh nói một lời để xin lỗi mẹ nuôi và đồng thời để cho cộng đồng xoa dịu xuống. Chứ thực sự ra là các anh em YouTuber hoặc là tất cả những người cộng đồng mạng cũng không mong gì hơn đâu, để mong cho anh tìm được lại người thân của mình. Giá như anh đừng làm như thế, giá như anh đừng tố cáo mẹ Hòa, và giá như anh nhận lại mẹ nuôi của mình, thì cái điều đó quá tuyệt vời. Và cộng đồng mạng ủng hộ anh là hai tay luôn. Mà bây giờ thì câu chuyện đã quá xa rồi. Anh thấy không, bây giờ công việc anh cũng bị ảnh hưởng tại bên Mỹ. Vợ chồng anh cũng không dám đi tới hội người con lai ở Mỹ. Tại vì anh em cộng đồng mạng người con lai ở Mỹ, người ta lên tiếng, người ta hâm anh quá trời luôn rồi. Kêu anh đừng có vác mặt tới đây, rồi chửi anh thậm tệ và cho anh những cái bài học. Như vậy làm sao anh đỡ nổi. Tới ngày hôm nay thì vợ chồng anh chắc có lẽ là cũng hiểu rồi. Cái giá mà vợ chồng anh đã lên tiếng trên mạng như vậy, thật sự là bây giờ là khó đỡ. Bây giờ thôi thì chỉ có việc anh lên cộng đồng mạng, anh chia sẻ một cái video với một cái kênh nào đó cũng được, bất cứ các kênh anh em YouTube nào cũng được. Đó, anh gọi điện thoại về, anh nói một lời đi, anh xin lỗi mẹ Hòa. Ví dụ như từ trước bây giờ anh ngại bé Ni á, là cháu anh đó, cháu nuôi đó. Thì bây giờ bé Ni nó cũng là cháu nuôi, anh là con nuôi, mà tại sao bé Ni nó chăm sóc mẹ như vậy mà anh thì không chăm sóc mẹ, mà anh quay trở lại là vô ơn bội nghĩa như vậy. Cho nên cộng đồng người ta mới lên án và anh đã quá sai. Anh cho rằng là anh đúng thì chắc có lẽ là cũng không đúng đâu hen. Không đúng là 100% là cộng đồng mạng người ta, nhiều người cao niên người ta lớn tuổi, 60-70 tuổi người ta lớn hơn anh. Người ta nhận xét và người ta chia sẻ câu chuyện đó. Thì anh cũng phải nhìn nhận lại vấn đề, và vợ anh cũng vậy. Thôi thì bây giờ em cũng khuyên thật lòng anh Cu Đen ơi, bây giờ anh lên cộng đồng mạng, anh chia sẻ một cái video để xin lỗi mẹ Hòa những cái sai lầm của anh hoặc là những cái hiểu lầm gì đó. Cho nên là anh mới có những cái hành động như vậy. Thôi, anh xin lỗi mẹ Hòa đi, rồi là cộng đồng mạng sẽ tha thứ cho anh và họ không có chỉ trích nữa, và người ta cũng không còn chửi nhiều người, người ta chửi anh chửi nặng luôn đó. Đó,
Nhưng mà khi câu chuyện đã qua, đời người mà ai cũng có những giây phút sai lầm nông nổi, chứ không ai mà trọn vẹn được. Từ những cái sai lầm, những cái nông nổi đó, thì khi có được sự góp ý, mình phải nhìn nhận lại bản thân mình để hoàn thiện hơn. Chứ đâu có ai dám đảm bảo được là mình hoàn toàn mình đúng đâu. Đó, cho nên là chính vì vậy, được sự góp ý thì mình thay đổi. Thay đổi là tốt cho mình, để mình sống tốt hơn mình trong xã hội này, để cho người khác không có chỉ trích mình nữa. Từ trong công việc như vậy, tới vì ngày hôm nay thì anh thấy không, công việc của anh cũng bị ảnh hưởng nè, vợ anh cũng bị ảnh hưởng nè, và liên lụy cả tới bên vợ anh nữa. Cho nên là từ những cái câu chuyện mà anh đã chia sẻ trên cộng đồng mạng, vụ 500 đô cho mẹ Hòa mà anh lấy lại, và đồng thời anh tố cáo mẹ Hòa việc đánh đập anh từ nhỏ, cho tới ngày hôm nay thì mẹ Hòa cũng đã nói lên sự thật. Một lần đó đánh anh là vì sao chắc là anh cũng nhớ rồi. Anh đi trộm xoài, trộm mía gì của người ta, cho nên người ta mắng vốn. Mẹ mà ở nhà người ta mắng vốn thì về nhà phải dày dạy đánh con mình chứ, để lần sau nó cũng đừng đi làm nữa. Phá làng phá xóm vậy, hàng xóm người ta mắng vốn hoài rồi làm sao chịu được. Cho nên dày dạy anh để cho anh đừng có ăn trộm nữa. Rồi cái việc học hành anh cũng vậy, còn nhỏ thì mê chơi trốn học, không chịu đi học. Rồi mẹ Hòa cũng phải lo lắng cho anh tiền sách, tiền vở, rồi phải đưa đón anh cho tới trường. Mà anh học rồi anh trốn học thì mẹ về mẹ phải gầy dạy anh chứ. Nếu mà mẹ không gầy dạy anh chắc bây giờ anh không biết một chữ nữa. Anh nhìn lại đi, bây giờ mà anh biết được tiếng Việt thì mấy năm anh học ở Việt Nam. Đó, từ nhỏ mẹ Hòa cho anh học tới lớp 3, lớp 4 gì đó, rồi học ở Việt Nam đó. Thì phải mẹ Hòa lo lắng cho anh đi học được lớp 3, lớp 4 không? Đó, cái thời điểm đó thì cũng công lao cực khổ của mẹ mình. Cho nên thôi, anh hãy suy nghĩ lại đi. Đây là một cái video mà Phương Văn chia sẻ thật tình, tại vì qua nhiều cái câu chuyện mà Phương Văn cũng chia sẻ trên cộng đồng mạng đó, hết việc này thì việc kia. Tại vì trên cộng đồng mạng á, là nhiều người người ta đứng lên để bảo vệ chính nghĩa, góp lên tiếng nói cộng đồng. Kênh của Phương Văn cũng như là kênh của anh em ai cũng vậy, cái chính nghĩa là người ta theo thôi, người ta đứng lên để góp lên tiếng nói cho cộng đồng thôi. Giống như anh em người Mỹ, người câu lạc coi như là cái gì, cái hội người con lai ở Mỹ đó, người ta thành lập một cái hội người con lai ở Mỹ để có gì người ta chia sẻ trong cộng đồng người con lai đó. Thì cộng đồng mạng cũng vậy, khi mà người ta ở trong một cái cộng đồng đó rồi thì người ta sẽ góp lên tiếng nói thôi. Chứ giờ lại nữa, ai làm sai và làm gì chưa đúng thì luôn luôn lúc nào người ta cũng bảo vệ cái người chính nghĩa, bảo vệ là phải hết. Cho nên là câu chuyện của anh thì đi quá xa rồi. Bây giờ thì anh đi tới đâu, anh nhìn đi lên mạng YouTube đi, hầu như cả ngàn cái YouTube chia sẻ về câu chuyện anh, chia sẻ về bình luận của anh, và họ lên án gay gắt về anh. Cho nên chính vì vậy anh chỉ coi đi coi chục mười mấy kênh là anh cũng hiểu rồi đó. Anh đi vòng vòng các kênh, anh giả nickname rồi anh phản ứng gay gắt, anh nói hết người này, anh nói hết người khác đó. Thôi đi việc đi tìm mẹ ruột của mình thì bây giờ chưa có thông tin, thì anh có tiếp tục đi tìm nữa hay không, hay là anh dừng, thì cái đó quyết định của anh. Nhưng mà cái việc mà anh đối xử với mẹ nuôi của anh nó quá tệ như vậy, cho nên cộng đồng mạng họ lên tiếng, họ chỉ trích và đồng thời là họ chửi nặng nề anh luôn. Cho nên là em thấy nếu như mà mình là cái người mà có biết lắng nghe thì anh nên đừng có làm gì những cái hành động gì mà nông nổi nữa. Anh đừng có chia sẻ cái video trên cộng đồng mạng nữa. Thực sự anh chia sẻ tích cực thì không nói gì, còn anh lên anh tố cáo mẹ Hòa này kia nọ, anh càng tố cáo thì cộng đồng mạng càng chỉ trích anh. Tại vì anh đã đi sai đường, anh đã đi quá sai rồi. Dù sao đi nữa thì mẹ nuôi của mình đã nuôi mình 9-10 năm trời, từ cái lúc đỏ hỏn mà mẹ mình đã bỏ mình ôm về nuôi, cho anh ăn học rồi đưa đón anh đến trường, cực khổ đi bắt ốc, đi hái rau, đi móc củi để bán kiếm tiền để nuôi anh được 10 tuổi à, rồi là không may là anh đã không còn ở với mẹ Hòa, đã bị thương tích đưa vào bệnh viện này kia nọ đó. Thì anh nghĩ đi, mẹ Hòa không thương anh làm sao mà nuôi anh được tới chừng ấy. Bây giờ thì mẹ của anh cũng đã là tuổi già sức yếu rồi, 84 tuổi rồi. Thì anh đừng có nói những cái câu nào mà sốc nữa, tội nghiệp bà. Trời ơi, bây giờ tuổi già rồi mà nghe đứa con nuôi của mình nó phản, nó gửi về 500 đô mà gửi về chưa tới nơi, mà kêu nhân viên bưu điện lấy lại
thấy đau lòng không? Cái sự mà không có tôn trọng phải nói là kinh khủng khiếp luôn, nó làm ảnh hưởng cho tới là tinh thần đó. Mẹ Hòa đâu cần anh gửi về số tiền đâu, thay vì anh đừng có gửi, anh gửi rồi chưa tới nơi anh lấy lại, phải nói là quá đau lòng mà người con nuôi của mình đối xử với mình như vậy. Thứ hai nữa là anh lên anh tố cáo mẹ Hòa làm chi, bây giờ bà già, bà nghe bà sốc, bà bệnh nặng thêm đó. Đó, nuôi con 9-10 tuổi rồi bây giờ con lại là phản bội lại mẹ cha như vậy, hết sức là đau. Rồi bây giờ là đừng dấn thân vào sâu nữa. Đây là cái video mà Phương Văn thấy là chia sẻ thật lòng với anh, thì mong rằng là tất cả quý vị khán giả có thể là chia sẻ cái video này rộng rãi lên để cho anh Cu Đen ảnh hiểu được và ảnh nhìn nhận lại. Nói chung là anh cũng đi lắng nghe nhiều kênh đi, rồi cộng đồng mạng người ta nói cái gì, rồi là anh sẽ thay đổi đi. Rồi anh hy vọng nếu như anh mà thay đổi được, anh lên cộng đồng mạng anh chỉ một lời xin lỗi mẹ Hòa mà nhìn ra sự thật đó nha, sự thật là cái điều đó là mình sai, thì cộng đồng mạng sẽ không có lên án anh nữa, không có chỉ trích anh nữa. Và cũng anh em người Mỹ Lai, cộng đồng và người Mỹ Lai bên Mỹ họ cũng sẽ tha thứ cho anh. Đó là em nói chân tình thôi. Thì kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện của anh Cu Đen bây giờ thì cộng đồng mạng cũng đã lên án chỉ trích nhiều rồi. Nếu như anh Cu Đen ảnh lên xin lỗi mẹ Hòa thì cũng cộng đồng mạng cũng lắng dịu xuống và sẽ tha thứ cho anh. Đây là cái việc mà anh cần làm trong thời gian này. Hy vọng anh Cu Đen sớm sẽ quay trở lại cái câu chuyện của mình để nói lời xin lỗi mẹ Hòa. Thôi thì Phương Văn xin dừng cái video ở đây. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ những anh em YouTube cũng như là kênh Phương Văn Official. Bên cạnh đó, Phương Văn có cái kênh Nhỏ To Tâm Sự. Mong tất cả quý vị khán giả nhấn đăng ký vào hai kênh để tiếp tục theo dõi những câu chuyện chia sẻ cuộc sống đời thường trong cuộc sống, cũng như là Phương Văn có cái mục làm từ thiện. Mong mạnh thường quân quý vị khán giả có thể là xem qua và đồng thời hỗ trợ giúp đỡ tinh thần cho những người hoàn cảnh khó khăn. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin kính chúc tất cả quý bà con nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.